À, em Chiến chào các bác nha. Thì em mới về được một con MD dài mã DAC rất là bình dân và nó mới khiếp lắm các bác, mới khiếp lắm nha. Nó trong đơn hàng về trong đợt này nó có một cái con này, hoặc là con đờ nông DMD 1550. Đây là một sản phẩm mà các bác chơi audio thường săn lùng và lấy làm dài mã DA, bởi vì những con này làm DA rất là hay. Mới keng nha, mạch nó vàng ươm nha các bác. Tất cả hoạt động hoàn hảo nha, thu phát cũng như là làm DA cực kỳ hay. Nó có đường quang, vân vân, đầy đủ các tính năng. Mới tinh nha các bác. Điện 100V nha. Đờ nông DMD 1550 nha các bác. Con này giá là 5 triệu 800, đã bao gồm phí ship rồi nha. Gồm có rất là nhiều cổng dây mã nha, cổng lock này, cổng coaxial này, hai cổng optical này các bác, tới hai cổng optical luôn nha, có nghĩa là hai cổng optical dây mã luôn á, nó có tới hai cổng luôn, hàng da băng 100V, mới rồi long lanh cành đào. Hay chỉ với 5 triệu 800 là các bác đã sở hữu một con giải mã để các bác nghe nhạc online, nhạc qua YouTube để trở nên một kho dàn nhạc âm thanh rất là lớn trên YouTube, để nghe những bài ca liên khúc, nhạc bre, nhạc vàng, nhạc bolero, và cơ bản là hàng rất là đẹp nha các bác. Nó mới long lanh và chỉ có một con em về trong cái lô hàng vừa rồi lên luôn, là có con này. Thì bác nào lấy thì alo cho em nha. Bác nào mà chưa có giải mã thì liên hệ cho em. Này cái khiển của nó 5 triệu 800, nếu chuyển khoản đủ là còn 5 triệu 7 nha. Nếu chuyển khoản đủ em bớt 100, còn cọc tiền các bác cọc khoảng 1 triệu là em ship hàng nha.